Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1 từ câu 21 đến câu 28. Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-pháp-na-um. Ngay ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy rút khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, hét lên một tiếng và rút khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Thiên Chúa đầy lòng yêu thương đối với hết mọi loài Chúa đã dựng nên. Khi Chúa rộng mở tay ban là muôn sinh vật muôn vàn thỏa thuê. Xuyên suốt hành trình rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu, đi đến đâu Chúa cũng giảng dạy và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Đó là bằng chứng nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Hôm nay tin mừng Thánh Marco đã thuật lại biến cố Chúa Giêsu đến thành Ca-pháp-na-um. Tại đây, người đã khiến cho dân chúng phải ngạc nhiên về lời giảng dạy và hành động trừ quỷ của mình. Họ ngạc nhiên vì thấy Chúa chỉ là người dân bình thường, không có địa vị, không phải là tư tế, luật sĩ, kinh sư. Vậy mà người giảng dạy như một đấng có uy quyền. Có lẽ dân chúng ngạc nhiên bởi từ trước tới nay người ta vẫn quen nghe những kinh sư biệt phái đứng trên tòa cao để giảng dạy. Họ bảo người khác làm, nhưng chính mình lại không buồn làm. Còn Đức Giêsu, lời giảng của người đi đôi với hành động. Sở dĩ dân chúng chăm chú lắng nghe lời rao giảng của người là vì họ đã được chứng kiến tận mắt các phép lạ Chúa đã làm. Thật vậy, Chúa Kitô là Thiên Chúa. Ngài xuống trần gian không phải để biểu dương quyền lực, mà để đem bình an và ơn cứu độ cho con người. Sứ vụ này đã được tiên tri Isaiah loan báo thuở xưa rằng: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa." Suốt hành trình rao giảng của người ở trần gian là để hoàn trọn sứ vụ đó. Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc bằng nhiều cách thức khác nhau. Người làm những việc lạ lùng sức con người không thể tưởng tượng nổi. Người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người què đi được. Không những thế, Chúa còn ban nước trời cho người tội lỗi, nghèo hèn, bệnh tật. Chúa muốn tất cả mọi người đều có một cuộc sống yên vui, hạnh phúc và bình an. Thầy đến để anh em được sống và sống dồi dào. Mặc dù Chúa đã về trời, nhưng Ngài vẫn đồng hành và ban phát những ơn lành cho chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể cảm nghiệm được điều đó. Chúa ban cho tất cả chúng ta có sức khỏe, công việc làm ăn. Chúa cũng gìn giữ và ban cho chúng ta cuộc sống bình an, để chúng ta được sống vui, sống hạnh phúc giữa cuộc đời đầy gian nan và thử thách này. Tóm lại, trong những giây phút
của cuộc đời, chúng ta đã lãnh nhận biết bao ân phúc của Thiên Chúa, từ của cải vật chất để nuôi sống thân xác, đến những của ăn nuôi dưỡng tâm hồn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đã hứa và đã thực hiện lời hứa đó. Chúa còn thực hiện một cách kỳ diệu biết bao, vì Chúa ở lại với chúng con, không những bằng biết bao ân sủng Chúa đổ tràn trên chúng con, mà Chúa còn ở với chúng con qua bí tích thánh thể và trở nên của ăn nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. Xin đừng để chúng con xa lìa Chúa, nhưng luôn trung thành tuân giữ điều răn của Chúa và sống mãi trong tình yêu của Chúa. Amen. Mới biết đỡ nâng những người xa đoạn.